Gấu Bắc Cực ấy. Đấy. Gấu Bắc Cực chạy 3 vòng công viên này xong rồi ra đâu. Chào tất cả anh em. Hơi bị sướng chị ạ. Tân hướng dẫn à. Thế là video lan tỏa đến mọi người là chị em cũng rất là máu tập nhưng mà sợ không dám tập. Đạp chân ra. Đạp. Hứng thú ấy. Tay anh khỏe. Không, nhưng mà dần dần mình mới khỏe đấy. Ngày xưa anh đồ ngã cắm đầu đây này. Anh này này. Anh còn say kìa. Sinh Đình Tân đang chia sẻ đến chị em mới chơi ở công viên để tập đu, lan tỏa đến mọi người chơi môn thể thao độc đáo chỉ có 102 ở châu Á. Hiện tại ở Việt Nam thì chỉ có ở Thanh Hà, ở Hoàng Mai, công viên Yên Sở và trong một điểm Hội An. Nhưng trong Hội An thì cái chơi dinh chưa được mạnh bằng Yên Sở, vì Yên Sở có điều kiện ở công viên thì tất cả mọi người đều ra đây chơi được. Đi Bích Linh tham quan tham gia các cái sự kiện lớn là đều đi thấy xích và đều muốn chơi. Bám một tay thôi em. Tối thấy mình lên tivi nha. Để lan tỏa đến chị em ra chơi rình. Một quả bắt xích rất kinh. Rồi, bắt trượt rồi, ôm cột. Tiếp. Xích Đình Tân, một trong những xích thủ chơi tốc độ cao rất là kinh. Ôi giời, úi giời, quá đẹp luôn. Wow, chạm dây rồi. À. Bay này còn đẹp hơn cả Lam. Lam bay cứng. Khả năng vét xích của anh rất là rộng, gần như là hết tầm của khung sắt. Chào tất cả các anh em. Lên đây, ông Tân lên đây, biểu diễn đi, lão. Cởi áo ra, người Tây Đô đẹp. Người mới đi từ
Úi dù ơi. Xích đu vòng, xích đu bia. Đấy, kẹp. Không bắt được à? Cá bia đây. Cá bia. Hai tay chuyển tay là được đấy. Mất phương hướng rồi à? Chào tất cả anh em. Nên là hướng dẫn anh em tập bay ngang. Tân này đi ngang đẹp thế nhỉ? Làm thế này đi ngang mình như thế. Mấy lượt chân đạp vào cột. Làm thế quay nào sang kia coi như là lại đạp trước cột kia. Đẹp đấy, quả đấy đẹp lắm. Woo! Wow. Xích ăn lồng chẳng luôn. Chào tất cả anh em.